Việt Nam thí điểm vòng tay thông minh để quản lý người nhập cảnh bị cách ly. Bộ Y tế vừa quyết định thí điểm hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 với người nhập cảnh tại Quảng Ninh trong tháng 7. Theo đó, vòng tay thông minh là một trong những giải pháp công nghệ sẽ được thí điểm. Thí điểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Được Bộ Y tế xây dựng nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ra cộng đồng, hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh quy định các yêu cầu cách ly y tế với người nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam như cảng hàng không, biên giới đất liền, cửa khẩu cảng và việc tổ chức thực hiện. Đối tượng áp dụng hướng dẫn là người nhập cảnh theo quy định của Chính phủ Việt Nam và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe với người nhập cảnh. Hướng dẫn không áp dụng với người nhập cảnh làm việc dưới 14 ngày. Để đảm bảo tính khả thi, Bộ Y tế sẽ triển khai thí điểm hướng dẫn cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh trong tháng 7 trước khi xem xét mở rộng phạm vi áp dụng. Theo đó, bên cạnh ứng dụng VHD và tờ khai y tế.vn, phục vụ y tế bắt buộc, cùng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Blue Zone, vòng tay thông minh là giải pháp công nghệ mới sẽ được Bộ Y tế thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 7 áp dụng với người nhập cảnh thực hiện cách ly y tế. Vòng tay thông minh sẽ hoạt động ra sao? Cụ thể trước khi nhập cảnh, người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo y tế qua ứng dụng VHD Bluezone trên smartphone hoặc trên website tờ khai y tế.vn trong vòng 36 giờ trước giờ dự kiến khởi hành tại cửa khẩu đi, lưu mã QR trên smartphone hoặc in mã QR ra giấy. Đối với trường hợp đặc biệt, người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật không dùng smartphone để xuất trình tại cửa khẩu. Trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền hay cửa khẩu cảng, nếu người nhập cảnh không dùng smartphone và không có người khai báo y tế hộ, thì khai báo y tế tại cửa khẩu nơi nhập cảnh. Tiếp đó, người nhập cảnh đăng ký khách sạn, cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe qua ứng dụng VHD hoặc trang tờ khai y tế.vn. Khi người nhập cảnh tại cửa khẩu, người nhập cảnh nhận lắp sim điện thoại, cài đặt và bật các ứng dụng VHD và Bluezone. Đồng thời luôn bật Bluetooth và GPS. Trường hợp không dùng smartphone, người nhập cảnh nhận và đeo vòng tay thông minh. Người nhập cảnh được đề nghị dùng các ứng dụng này kể từ khi nhập cảnh đến hết 28 ngày tiếp theo. Cũng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thời gian cách ly y tế tại cơ sở cách ly y tế tập trung, cán bộ quản lý cơ sở cách ly cần tiếp nhận và hướng dẫn người cách ly quét mã QR điểm kiểm dịch tại nơi đón tiếp. Với người đeo vòng tay thông minh thì hỗ trợ quét mã QR kiểm tra và đối chiếu số lượng danh sách người cách ly và xác nhận việc tiếp nhận đủ người trên tờ khai y tế .vn hoặc trên VHD. Đồng thời phổ biến hướng dẫn người cách ly các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K, yêu cầu người cách ly nhận diện khuôn mặt, giọng nói trên app VHD 3 lần một ngày theo 30 khung giờ: 7 đến 9 giờ, 13 đến 15 giờ và 19 đến 21 giờ và cập nhật khai báo y tế nếu có trường hợp bất thường về sức khỏe. 6 ngày trước khi hoàn thành cách ly y tế tập trung, người cách ly cần cập nhật trên ứng dụng VHD những thông tin về địa điểm, phương tiện di chuyển về cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe. Với những người không dùng smartphone, cán bộ quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung hỗ trợ cập nhật trên app VHD sử dụng công nghệ để hỗ trợ phòng chống dịch. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, việc sử dụng công nghệ một mình không bao giờ là lời giải đầy đủ, nhưng sử dụng công nghệ kết hợp với quy định quản lý, biện pháp hành chính sẽ là giải pháp hiệu quả hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Trong việc hỗ trợ giám sát cách ly y tế, thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo doanh nghiệp Việt Nam phát triển các giải pháp công nghệ gồm sử dụng vòng đeo tay thông minh và các ứng dụng trên smartphone theo đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19, giải pháp vòng tay thông minh đã được các doanh nghiệp Việt Nam phát triển xong và sẵn sàng để triển khai hỗ trợ quản lý cách ly y tế. Có hai loại vòng tay thông minh hỗ trợ quản lý người cách ly tập trung và sau cách ly tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, đó là vòng tay Blue Zone và vòng tay định vị di động GPS. Trong đó vòng tay Blue Zone có mức giá dự kiến 6 đô một chiếc, tức là khoảng 138.000 đồng một chiếc, sử dụng core mã nguồn mở Blue Zone và thời lượng pin là 30 ngày. Vòng tay này dự kiến dùng trong các trường hợp người dùng không sử dụng smartphone như trong nhà máy, sử dụng cho người già để hỗ trợ theo dõi, khai báo y tế. Còn vòng tay định vị GPS hỗ trợ quản lý trong khu cách ly có giá 35 đô một chiếc, tương đương 800.000 đồng một chiếc. Cho phép xác định vị trí người đeo, có cảnh báo phá hủy hoặc tháo vòng, pin 30 ngày, sạc được nhiều lần và có thể tái sử dụng. Vòng tay có cảnh báo gửi đến người cách ly, cán bộ y tế phụ trách khi rời khỏi phạm vi cho phép hoặc phạm vi tuyến trình định trước. Đại diện Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia cho hay, vòng tay Blue Zone kết hợp vòng tay định vị GPS có thể sử dụng cho khu cách ly, cách ly một nhóm người hay một gia đình. Ngoài ra, công tác quản lý cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung còn có sự hỗ trợ của hệ thống camera hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định. Theo thống kê, đến ngày 24 tháng 6 đã kết nối được 580 điểm, chiếm 94% số điểm có khả năng kết nối tại 58 địa phương với hơn 7.340 camera.